Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi trưa của ngày 16 tháng 3 năm 2020. Trước mặt quý vị đây là một chiếc sập Ngũ Phúc. Chiếc này có kích thước là 1m8 x 2m2. Và tôi quay cho khách hàng là chị Linh ở tại thành phố Ninh Bình. Đây, trước mặt quý vị là tổng thể của chiếc sập đây. Chiếc sập này thì được đục theo lối Ngũ Phúc, Ngũ Phúc Nho. Tôi quay một vài góc máy về tổng thể chiếc sập để cho quý vị có thể xem được về cái tổng dáng của chiếc sập này. Cái dáng sập này thì được chúng tôi làm theo là đúng dáng chân quỳ dạ cá. Đây, tổng thể rất là hoành tráng đây. Hàng đại nhé, kích thước 1m8 x 2m2. Về phần chi tiết thì chúng tôi được làm là chân 24, dạ tiền 10, dạ ngang 8. Khuôn tranh mặt là 7 phân và ván là xẻ 2 phân. Ván mặt là ván mặt 2 lá. Tôi quay gần hơn, chi tiết hơn cho mọi người xem được. Đây, chân này là chúng tôi đã đục theo mẫu là mẫu chân Tùng Lộc nhé. Chân Tùng Lộc. Bên trên là có rơi ngậm chi thọ. Phần dạ này là những cái phần triện, kèm theo đó là 5 con rơi thì chúng ta gọi là sập Ngũ Phúc. Đây có hai chú sóc này đang ăn quả nho đây, có thể thấy đây. Phần chính giữa này thì có rơi ngậm chi thọ cũng như là hình tượng mai điểu đây quý vị. Đây, những bông hoa mai hay là những chú chim điểu đây, chúng tôi được chạm rất là sắc nét. Và ngoài ra là chiếc sập này còn chiếc sập cổ liền quý vị nhé. Sập cổ liền rất là giá trị và được đụng chạm mà thủ công trên nền gỗ gỗ. Đây là phía chân tiền. Đây, tôi có quay phần dạ ngang cho quý vị để xem chị Linh ở tại Ninh Bình có thể xem được sản phẩm của mình. Đó, sập cổ liền rất là giá trị. Còn cái phần mặt này là mặt hai lá thưa quý vị. Đây, tôi quay phần gỗ cho quý vị có thể xem được cái gỗ rất là đẹp, vân gỗ gụ, mặt rất là đẹp, vân gỗ đây, mặt hai lá. Đây là phần dạ ngang bên trái nhé. Thì hiện tại cái góc máy nó hơi hẹp một chút. Góc máy nó hơi hẹp một chút. Đây, quý vị thấy được. Cho chị Linh có thể thấy được cái phần gỗ rất là đẹp. Đây là tôi quay lại tổng dáng của chiếc sập đây. Chính diện nhé. Đó. Vị thấy được dáng sập rất là đẹp. Và mọi người ai có nhu cầu muốn sở hữu chiếc sập như của chị Linh ở tại Ninh Bình này thì hãy liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại trên màn hình 0987 510 806. Website là đồ gỗ tùng8.com. Ngoài ra thì chúng tôi còn rất nhiều các sản phẩm đồ gỗ nội thất cũng như là các mẫu sập khác thì mọi người có thể truy cập vào website đồ gỗ tùng8.com để có thể xem thêm được những bộ sản phẩm khác. Và có thể mọi người quan tâm đến đồ gỗ nội thất cũng như là gỗ tự nhiên thì hãy đăng ký kênh để có thể theo dõi được những thông tin bổ ích nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào mọi người nhé và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.